Tôi biết rằng dòng đời như nước sông xanh, nhẹ nhàng trôi, trôi mãi đến bao giờ. Chờ con nước cuốn hút theo thời gian, mà nổi trôi, trôi như chiếc lục bình. Ai có ngờ một ngày nắng tắt bên sông, lục bình ơi mênh mông mãi lạc dòng. Đời gió cá có lúc cũng trôi sông, bọt bèo tan tan thương kiếp con người. Vì sao em hỡi không tin giấc mộng đi, mãi say mê em say giấc mộng đời. Tiền có lúc cũng bỏ em ra đi, còn lại chăng miên man khúc điệp buồn. Nhớ rồi, nhớ tao cho mày nhà đó, cho mày tiền làm ăn đó, rồi giờ mày đối xử tao vậy á, toàn là mấy cái đó, đó nó cay cú mình, nó đánh gục ngã mình không đó. Còn lại chăng miên man khúc điệp buồn, tôi có lời khuyên nhủ kiếp nhân sinh. Tiền bạc đâu đem theo xuống cửu tuyền, đâu chỉ bằng ta hãy gắng lo tu, lòng từ bi yêu thương khắp nhân loại. Thật ra là tiền nó không có tội, tiền nó chính là gấm hoa, là gió nhẹ, là nước mát, là tâm hồn, là sức khỏe, là tình yêu thương, là sự gắn kết. Tiền giá trị lắm, nó chỉ bất hạnh khi mà mình sử dụng đồng tiền một cách quá đáng. Mình vì đồng tiền mà mình lại bỏ, mình chà đạp lên cái hạnh phúc của gia đình, thì cái đồng tiền lúc đó nó mới trở thành là ác bạc chi mi, lắm rứa tiền. Tiền làm cho nhân loại phải đảo điên, mi đêm thế sự tình nghĩa, mi dục và xó rác đó. Thì cái đó là do con người chứ không phải do tiền. Nhưng mà mình vì tiền thì mình sẽ mất đi tất cả, đó là mình mất cái đạo vị, chứ không phải là chúng ta nghe nói vậy cái chúng ta không làm, chúng ta không xài tiền, chúng ta không nhận tiền. Tiền nó giúp đỡ cho nhân sinh cuộc sống này thăng hoa, nhưng nó cũng đánh mất lý trí, lương tâm, đạo đức của con người. Cho nên chúng ta xài tiền trong cái lý trí thì tiền nó chính là công cụ đẹp. Giờ mỗi người mỗi ngã, em với đi tắt đây làm đi. Em làm vô này một chút, thăm vô một chút. Làm nó chạy đi làm chỗ này, làm chỗ kia. Sao phẩm bây giờ chưa được học á, chưa được gì gái chở con xây dựng buồn vậy. Rồi nói gì gái cái trường chạy đi đâu thì gái dịch buồn, hay gần gái chở ít sao lắm. Dạ, hôm tụi nó có một cái group riêng, rồi tâm sự với nhau nữa. Trời ơi, bây giờ mà không có bị vậy là ngồi học bài chung với nhau vui lắm rồi. Bây giờ tao ngồi đây có một mình, rồi nhiều khi thấy nó chụp cái hình có chén cơm để trên cái bàn, nó nói tao không cơm mình, buồn lắm. Giờ này mà không có mấy ông thầy kia là dạy gì là anh em mình học bài với nhau vui rồi. Thì đi học giờ thì Tân đi học giờ thì Tân có mới thân thành con xét lại lên đó. Giờ má cứ nói thầy ơi, nó về nó thi tấm xong không biết.
Bây giờ sợ nó chết đuối. Thầy thầy giới thiệu thầy đó. Con gái của con á thầy. Ấm xong á thầy. Nghe nói con học giỏi lắm nên sư cũng cho con cái lọc nè. Nghe nói con học quá trời học luôn. Sư cho con cái lọc nè. Sư cũng. Đi theo thầy chỉnh bữa đi, qua người ta về đi liền. Đi à? Đi phải liền á. Đi không hành sao nữa. Đi về dọc đường hỏi với thầy lại thăm. Trời ơi, chẳng là đâu có thầy đó, không gửi về với này coi nhanh. Thẩm thầy nói thăm với Phi ai kiến hết nét, đi rồi đó. Ơn với chuối không thầy? Ơn với chuối đổi. Ơn với lỡ xong. Ở trên cái lúc có cái hồ nước bên Sư Phụ Nhung á, xong rồi nó treo lên cái tường á, bị cái đinh đâm cái tay nó bị rủng đi, xong rồi phải băng cái tay này không có cho đi xuống cái hồ đó, tại cái đợt đó là làm cái cầu đi qua cái hồ đó để thả hoa đăng, thì Sư Phụ Nhung á cho mượn cái hồ, rồi bao nhiêu người xuống để mà mưa có phao mặc để mà đi bơi thì nó bị cái tay đâu có được bơi, sợ nhiễm trùng. À, xong đến ngày chót đó là cái tay nó bắt đầu mới lành à, nó mới được cho đi bơi, chung mà người ta tập cả tuần là không ai biết bơi hết á, mà nó mới xuống luôn, nó bơi quá trời, nó có con giáo sang rồi nó bơi là con cứ tưởng là nó biết bơi không á, đến chừng thải áo pha rồi nó uống nước. Thằng này nó lì, nó lì quá đâu, con đâu uống nước, con đi mua nước, con không uống đâu, nước ngọt con không uống. Thì con nói sao thầy muốn nó ngọt thì đường thầy muốn nước suối chay nè, này nghe Trung nói nè, nghe Trung nói sao thầy uống nước ngọt nè, nói lại chơi rồi vì tiểu đường không uống được đó, qua nhà gì cái tủ rồi có nước suối chay đó con, lấy hai chai qua tiểu đường không uống được đó, qua nhà gì cái nước suối chay rồi lấy hai chai qua trong này, lấy nước lạnh đi, không có lạnh chay ở ngoài. Nhân tủ thì gái tủ bánh bún á. Có sữa cho con 3 thùng luôn, con nó nghe con cho anh uống nữa. Chứ đừng có đuổi anh ra ngoài. Rồi mày nghe thầy đưa tiền cho dì ba đi giữ rồi, thầy nghe thầy dặn không? Không có lấy hết nữa chứ, mà lấy hết mà mất một cái là... Mày mà lấy hết tao là tao điện cho thầy xử lý thôi. Thằng anh ở đâu kêu nó đến để chọn thằng nè, cho con nữa nè. Thì em con thì mẹ gửi cho thầy thì thầy cho 5-10 tờ, còn con thì ăn ké thôi, con 2 tờ thôi. Con gửi cho gì mỗi ngày rồi con học lớp mấy? Con đi nhận đi học hả? Hai anh em bắt tay nhau đi, con đừng gửi anh. Hai anh em bắt tay hoài coi. Anh đi con. Không có ai là cái này là hai anh em ruột chứ không phải là hai người dân. Hai người kia biết nó không phải anh ruột, nó tưởng gì hai anh em ruột chứ không phải là người dân biết không, anh em ruột á. Thằng này là nhỏ có vợ nội lôi chỗ là nhỏ cũng như cũng như giới hồi nhỏ ở với bà ngoại sao thì hiền mới chứ không chển cứ nói không phải người anh em ruột đuổi ra ngoài. Không có anh em ruột hay con cứ hay là thầy biết người lớn không biết nấu gì nó nghe là em diễn thầy dạ. Chứ hai anh em ruột. Thằng này là ông thầy nhìn nó giống Hiển á, chút nữa là thằng nó mới giống ba, nó dưỡng dần đó rồi. Anh buộc cái con, anh buộc cái con. Ủa sao cái đường này đi vô đây? Thầy tìm chết, thầy ghé cho quách quá xanh đó. Vui vui cho thầy. Cảm ơn con, thầy để chú lên xe đi. Đấy. Chơi giờ thầy. Nói không biết như là người ta nói hai anh em không phải hai anh em ruột tự giới không tự tử thiệt chứ. Cái thằng nhỏ là cái thằng trai đó sao là thằng nhỏ nó y gan vậy đó. Nhưng mà nhỏ anh em không ở chung hả? Đúng là không có chung. Đưa ở nơi thôi. Hồi nhỏ là thằng này là bên bà nội Hiền Giang, Hiền Giang bên nội nuôi. Rồi sau này mới đẻ giới rồi bỏ cho bà ngoại nuôi, rồi sau này Hiền mới đem chỉnh chở cho mấy đứa thằng thầy nữa đó. Rồi nó đâu biết anh em đâu, thằng nhỏ thằng lớn nó chân nổi chứ mừng xa. Rồi không giải thích được hai thằng đó từng gặp nhau ít gặp. Rồi nghe người này kia nó không phải anh mình chưa khỏi thấy mẹ luôn rồi lớp giữ thằng này rồi nuôi thằng này sao nuôi.
bởi vì gửi cho nội nó nuôi. Thằng lớn thì gửi cho nội được. Thằng lớn nó cũng chậm rồi, thằng lớn thì gửi cho nội, còn nó đẻ ngày ra thì gửi lại đó. Thằng Dế giờ tưởng là mẹ nó dở đi nuôi rồi mới ra đi học, rồi mẹ nó ở đây chơi với nội mà nhỏ lớn, mà nội đi ra đây mà nội cũng nhớ cũng nhớ con nội đó. Con thì sinh ở trong chùa, cũng là sinh quý cô thì sinh ở bên ngoài, thì cũng là cuộc sống con nghĩ là cư 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 là con nói con nó tổn hết, cái tại vì con là con cư nén để tử sinh thôi. Dạ dạ, đừng nói con tội con mấy tụi con tổn hết lắm sư ơi. Dạ tại vì con nghĩ con mới tập tu lại, con cũng muốn lập lại từ đầu, không có đường tu của con. Con tổn hết, con còn nhỏ. Dạ. Dạ. Cô cố gắng cô dạ, sống tốt nha. Dạ, con không có dạ, gì cô thế này. Dạ. Với một bệnh viện hậu. Dạ. Con ở trong chùa cũng xin cho nên Phật tử hay cho. Với cô ở bên ngoài ăn cái thứ nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn sư cô. Cảm ơn. Lớn tuổi như thế này rồi mà còn đi thất thực như thế này thì con bịch gạo gạo thơm lắm, gạo để cho con chùa ăn nhé. Trời nặng lắm cô ạ. Cảm ơn, vui vẻ nha. Dạ, cũng được. Cô cũng vui vẻ.